Thầy đang trò chuyện với ai ở trong đó vậy anh? Thầy đang dạy ha. Đang ở trong đó luôn hả? Nói chung là cái trời mưa rồi. Con là ai đâu cho họ,
không? Việc của họ đi là việc của họ. Cho với lại cũng không có đuổi. Muốn ngồi đó được việc của mình làm cái gì là được mình nhận quả của mình. Tu hành theo lời Phật dạy thì mình chấp nhận. Chấp nhận như thế thì đi được thì quyền của họ. Đấy là con cho. Từ họ muốn. Muốn thì cứ đi. Tại vì thường là cũng không đi ngay cả. Phật pháp á, Phật đức Phật thì cũng không đi ngay cả. Nhân loại cái lời Phật dạy đó ai muốn học thì học, không phải là nói là cái Phật pháp là của giáo hội, không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni là của Thiên giáo hội Việt Nam, ai muốn học cái lời đó thì cứ học, quyền tự do, nên là họ cũng muốn đi thì cũng quyền tự học, con nói với mọi người. Mọi người có ai có câu hỏi gì cứ hỏi thầy, không nếu xong rồi ta để cho thầy nghỉ ngơi một tí nhỉ. Thuốc con không có thuốc gì cả, con chỉ có một cái thuốc đó là mọi người nói với mọi người làm điều gì đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói láo, đừng có rượu uống bia nữa, làm những cái đó là thuốc. Cho con không có cách thuốc thì cho mọi người trên nước như thế này là thấy mọi người đi theo ấy, rồi sát nước là cho mọi người giải khát cho được, chứ không có thuốc gì ấy. Thì mọi người làm điều thiện được thì mọi người đúng phước phần, mọi người làm điều ác thì mọi người thì đúng nghiệp đấy thôi, chứ không có thuốc gì ở đây cả. Thầy thầy, con Nam Mô Di Phật, con từ miền Nam ra đây gặp thầy. Để con chụp hình với thầy một tấm hình được không thầy? Cái chụp hình là phải có cái lúc để chụp hình, bây giờ thầy chụp hình được, người khác chụp hình được. Thế là rất là lộn xộn, chạy tục cả đường. Thế là nếu mà mình chụp hình được thì mình giống như các anh YouTube ấy, tìm cái lượng, cái chỗ nào đó tự mình chụp lấy, chứ cũng đừng có xin được quấy. Mọi người cũng đừng có xin đâu mà cũng quay được mà. Đúng không? Tự do rồi đâu có xin gì đâu mà quay. Thì như thế thì mọi người cứ không cần phải xin nữa, tìm chỗ nào đấy đừng có nói. Thì mình chụp thì khi đó con cũng đâu có nói là cấm mọi người đâu. Nhưng mà mọi người đừng có nói là ra đứng ở sau rồi để chụp rồi người này lên người kia rồi lộn xộn. Hay là cái việc mọi người đừng đứng hơi hẹn kịch thì quẻ được. Mọi người đánh lễ hay là cái gì đó con cũng không có bảo mọi người đánh lễ hay làm gì cả. Mọi người thì có không cần đánh lễ như thế. Mà mọi người cứ sống làm ở nhà, sống làm điều thiện, điều giới, sống bố thí, lương thiện, như thế là đánh lễ rồi, không cần phải làm cái điều gì cả. Con này không có bói toán, không có quấy phép, không có buồn ngại, không có cái gì hết. Con chỉ học những cái giới luật đấy thôi, tập học những cái đấy, cho con không có thần thông, thần chú, ban pháp, gọi là bệnh, trị bệnh, thần thông, thần kiến gì cả. Con chỉ làm những cái điều được thiện đấy, thế là mọi người cũng biết cho. Dạ, con chỉ thực hành cái tập học 13 cái hạnh đầu đà, và mọi người là tự cho là khổ hạnh đấy. Nhưng mà đối với con thì mấy cái đấy là những cái điều mà cần thiết con phải hoàn thành, con phải học được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy ơi, cho con hỏi nhìn chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồn Nguyên mà chép buổi tối được không? Chép gì? Chép kinh Địa Tạng á. Mà chép cuối cùng á? Chép buổi tối á. À, chép buổi tối, chép kinh thì chỗ nào sạch sẽ thanh tịnh buổi nào mình chép cũng được, miễn là mình thấy. Bật đèn lên cho tối thui thì chắc cũng chả chép được. Bật điện, bật đèn lên thì sáng á, rồi mình chép. Đêm hôm gì nhưng mà đừng có ra cái chỗ mà bẩn. Chỗ nhà cầu đại tiện tiểu tiện hay không được, hay là những cái chỗ mà bất tịnh nhé thì mình đừng chép là thì được. Ai gì được thật, ai gì được thật, ai gì được thật. Mọi người có ai hỏi thầy gì đó? Chắc là mời thầy vào trong chơi nghỉ ngơi liền. Ông cứ kể họ con thầy về nghỉ để cho thầy cô nghỉ đấy. Không có vấn đề gì đâu. Cả nhà có thể là ra giải tán cho thầy nghỉ ngơi. Giờ cũng muộn rồi. Để ra cái này là lên được. Mọi người tự nguyện. Đang nghỉ
nghỉ đây. Mọi người mà chưa ấy là cô đuổi mọi người cùng đâu đi được. Mình cũng ấy, nhưng mà tất cả mọi cái là mình thấy thỏa mãn rồi. Hỏi xong xuôi rồi không còn cái gì nữa. Mình mới vui vẻ mình đi về nhé. Mình có vấn đề gì đó ấm ức hay là cái gì là mình chưa vui vẻ là mình chưa hoan hỉ thì chưa được. Đúng không? Mọi người phải hoan hỉ đã. Cứ để tự nhiên cho họ, đừng muốn nói. Đừng muốn nói cái gì hết, để tự nhiên. Tay nhiên. Ai nhiên được rồi, ai nhiên được rồi, ai nhiên được rồi. Tại vì lỡ mà cha mẹ mình có đuổi như thế không? Đúng không? Ai cũng thế. Mọi người mình xem như cha mẹ mình đi mình đuổi đâu được đó. Mình hô hết, tự nhiên giờ người ra chặn ngoài đường á, mẹ mình đứng trước nó xem mình thế nào. Nên là mình như thế thì mọi người vui vẻ hoàn thiện là tốt đẹp. Ai chỉ đẹp là tốt đẹp. Đang có câu trả lời này cũng có ướt nhưng mà ướt ít thôi. Dạ. Như y thì ướt 1/3 chẳng hạn. Đúng không? Đàn ướt thế này là mình đang lạo quẹm làm mớ. Em xè nó vậy thì ai mà chạy dặn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Vô duyên thật đấy. Thôi đi ấy rồi coi như mình đi ra, tự giác đi ra. Còn ví dụ như mình, còn mình ví dụ không có ai hỏi cái gì nữa mà cứ đứng dậy mà nhìn thì cũng đâu có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Không ai hỏi gì nữa. Mời người đã thỏa mãn chưa? Mời ai hỏi cần hỏi gì nữa? Mời người quay, có cái gì có mời gì được không ạ? Mời gì được không? Không, bên này. Nhiều ai đó chưa có tấm lại cho vùng nước, nhưng mà quy lại bao được. Không được. Hoặc là ai mình quy lại cái đó, có vùng nước đấy, đúng không? Đấy. Những cái câu nói của thầy rất là hay cả nhà. Rất là hay. Trời mưa là sắp tới rồi nè. Mưa sắp tới rồi. Bà con ơi ta ngồi xuống cái từ đi để lấy cái oxy. Mấy chú công an giao thông ở đây khá là tốt cả nhà. Nói chung là khá là tốt. Giờ thầy đang ngồi nguyên ngoài nắng. Thì như lúc nãy mà khi mà thành Trung chưa lại tới nơi á, thì cũng nghe đâu là phóng viên. Bên phóng viên đến hỏi thầy cái gì đó, nhưng mà thành Trung cũng chưa vào cái lúc đó kịp á. Anh cảm ơn Sửa rất là nhiều nha Sửa. Kiểu là anh vào chưa, thành Trung vào không có kịp nên là cũng không nghe được là bên phóng viên là phỏng vấn thầy những cái gì. Thì cái lúc đó cũng khá là đông. Chia sẻ cả nhà. Ngồi xuống đây, bá ơi. Hoan hỉ đi nha. Hoan hỉ. Thì ví dụ không ai có câu hỏi gì nữa thì ta giải tán. Chỉ ra 5-3 người, 10 người mình đi đâu có ai tranh với ai đâu. Đúng rồi. Đó, giờ thì nhiên chờ khi con đi cái ra tranh nhau đi một đoàn kia đâm ra nó khi không hợp thời đấy. Giờ một đi từng đây người mà đảm bảo quốc lộ này chia cho mọi người giờ đi không bao giờ tắt đường. Chẳng hạn như 5 người đi trước,
20 phút rồi 5 người sau đi đi như thế không bao giờ ai cũng tập học được cả, ai cũng thoải mái đường đi đi cả. Nhưng mà do mình cứ chạy theo như thế rồi đi rồi tâm ra mình để hại mình cả, như chợ đi rồi họ rất cần mình cũng được ý đó. Dạ, nên là cái đó là nó làm cho ai mình cũng không người khi anh công an. Rất là vất vả nếu mà không có mình đi như thế. Họ đâu có làm như thế đâu. Dạ, ai đi được rồi. Dạ, đấy, tức là thầy nói rất tốt. Đấy, đâm lên. Thầy thay con ngô thì đứng được. Dạ, đi nhé. Thế đó con không trả lời được mấy tiếng được dài vì cái đấy là thời gian lợi định. Chẳng hạn như con nói 3 tiếng nữa, 3 tiếng nữa, cái gì lại sai mất. Tí nữa, em nói ở đây tí nữa. Cho thầy nghỉ đã có. Cái đấy là cùng nên tìm, nên tìm. Bây giờ con trả lời với bác cùng 3 tiếng nữa, 3 tiếng nữa, cái này là tôi lắm. Chắc là tụi này thấy như là cái này cái anh nhỉ? Cái này vâng, vâng, thì ngày xưa chưa tu hành thì có mơ thấy, chứ bây giờ tu sau khi tu hành thì không có mơ thấy nữa. Với lại mọi người á, đi mà ấy á, là những cái người dân ra người ta đứng đó, mình đừng có xua đuổi họ, đừng có cản họ, đừng có đẩy họ đấy, đừng có đuổi họ. Họ vẫn có quyền đó chứ, giờ mình đi họ đứng ở đó thì mình tránh, con cứ tránh, nhưng mà mọi người dân cũng đừng có đưa nước, mà đừng có cho nước nữa, đừng có lao vào chạm tay cái, cũng không có cái tác dụng gì cả. Rồi mình đứng đây là mình không quay cái chụp ảnh gì cũng được, nhưng mà mình đứng ở bên. Tất cả là thường xuyên ở đây nhỉ? Đúng rồi, đứng ở một bên đường gọn đấy. Thì mình đứng bây giờ mình ra giữa đường mình đứng ra mình chụp thì tới đó thì con cũng không cấm được, nhưng mà rồi con tránh ra một bên. Tại vì mình là đường thì không có đường đi ra cả, nhà đường quy định thì đâu mình đi thôi, nhưng mà con thì con cũng đi qua thì con lần như vậy. Rồi con cũng đâu có đi biết được đâu, trả cho mọi người đâu, mọi người đi chứ. Con hỏi thầy tuổi nay thầy có được thầy có nghỉ lại cái anh nhỉ? Con cũng không biết, tới đó mà họ không cho thì con cũng phải đi ở ngoài đường ấy nhé. Nói chung là chỗ nào mà vui vẻ cho thì con ở, còn không cho thì con cũng lang thang trên đường thôi, chỗ này chỗ kia. Đi có nhiều chỗ không cho thì con đi đi. Xin cái đèn pin này con, nhưng mà mọi người là công việc của mình nhé, nên về cho lỡ như thế là con đi cái là mọi người cứ đi theo là không được. Mọi người chẳng hạn bây giờ con nói với mọi người nhé, một cái bãi đất trống như thế này, mọi người như con một mình tới im lặng ngủ lỡ chết chuyện gì xảy ra là từng con chim. Thành Trung đi lại sát ở bên đó nghe cả nhà. Lỡ con chết rồi làm cho họ chịu trách nhiệm. Nên là họ cũng đảm bảo cho mình. Trung sát bên đó để nghe thầy nói cho cả nhà mình nghe cho nó rõ. Hôm nay là không có mic cho cả nhà. Cái quyền gì để cho con ngồi đây, cái anh lấy cái quyền gì để cho con ngồi đây, anh muốn ông muốn ngồi ngồi chứ, đâu phải của ông đâu, hay là cái gì, họ chỉ quản lý là những cái công việc của họ, tội phạm hay là vi phạm pháp luật, trộm cắp hay là làm hại đến đất nước quốc gia họ xử lý, còn mình ngồi đó mình nghĩ rồi mình đi thì đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu mà phải trình báo, phải kinh động với họ. A Di Đà Phật. Con bây giờ thì ở ai chỗ nào con chỉ có ghé tới là buổi tối con đi khất thực con mới ghé. Còn bình thường như thế này con không ghé tới nhà ai cả. Cha mẹ cũng thế, nhà cha mẹ buổi tối con cũng ghé khất thực, nhà mọi người cũng thế. Bây giờ mà đang tới buổi chiều như thế này ghé cũng có. Hay là ghé nhà nào đó, hay là để cần xin cái gì, hay vật thực gì mà họ cần đấy. Chẳng hạn như giờ con nói là giờ buổi chiều này khát nước, muốn tới cái tạp hóa này đứng đó xem họ có bố trí, hay cái nhà dân đó đứng đó họ hỏi cần gì cho khát, cho bố trí chai nước, thì khi đó con mới khát, còn không bình thường là cũng thế. Và ai cũng giống ai cả, chứ không phải vì cha mẹ mà còn tâm trí. Hay gì được rồi, hay gì được rồi.
Thầy ơi, nó muốn nói thầy cùng với Nam ngủ, ngồi ngủ cũng mỏi thầy. Nói giống như mỏi cùng có mỏi mà cùng không có mỏi, mọi người nằm cùng mỏi mà. Đúng không? Thì ngồi nó cũng như thế. Mọi người bằng da bằng thịt như thế nào thì coi như thế, nhưng mà cái mức độ khắc phục khó khăn của mình, tập, rèn luyện chắc chắn sẽ được. Thế là mọi người mà đảm bảo nằm một từ đầu đến đêm cùng mỏi, chứ đừng nói ngồi. Đúng không? Mọi người ngồi mỏi thì con thấy mỏi như thế. Tại vì con cũng là con người như mọi người mà. Thế con đâu có cái máy đó. Ai gì được, và ai gì được. À, như thế là tốt đẹp rồi. A Di Đà Phật, cái tâm cứ niệm A Di Đà Phật là niệm Phật là đảnh lễ Phật pháp văn rồi. A Di Đà Phật là được. Yeah, A Di Đà Phật. Chết thì không đi nữa, tại vì đời sống bay bán là bộ hạnh phúc đời của con. Nhưng mà con không phải là đi ngày nào cũng đi, về chỗ mùa mưa thì con ở lại cái chỗ nào đó 3 tháng, 6 tháng tùy theo mình muốn, thủ duyên ấy. Mình lại đi bộ hành, nhưng mà đi bộ hành nhá, mà tình hình như thế này thì con cũng chả dám đi bộ hành nhá. Đi bộ hành mình phải tật tự nghiêm chỉnh hay là cái gì cùng ấy, chứ đi bộ hành để gây lộn xộn kích động lung tung cả vừa khổ mình vừa khổ mọi người đấy, cũng không vừa mình cũng đang tập học cũng chưa đến, mọi người mà muốn thuyết pháp thì phải giờ thì không cần nữa, trên mạng chính sách thật thuyết rồi, đâu cần gì nữa. Thầy còn có câu hỏi hỏi thầy. Thầy là được học từ bên đồ Phật giáo đã hay là thầy tự học thầy? Dạ con tự học, thông qua kinh sách mạng, kinh Nikaya, kinh Nha Hàm, Tam Tạng Kinh Điển, Tạng Luận. Tạng Luận con có nghe học, nếu mà học một phần nào đó theo cái sự hiểu biết của con thôi. Tam Tạng Kinh thì con có nghe học, Tạng Luận con cũng có nghe học. Nhưng hiểu tới đâu thì con thực hành tới đấy. Hay gì cả. Ngày này bên nhiều Phật giáo thì có ngô được là vô quy luật của vũ trụ thì thầy đang ngô được chứ? Cái quy luật vũ trụ đấy ngô được hay không nói ra đấy. Con cũng chưa ngộ được cái đấy. Ai gì đặc biệt, Tạch tỉnh đáng hình nhái à? Chân ngươi thì lớn không đi. Không khí nên là chuột à? Thầy cho con hỏi là vô thường là gì mà vô ngã là gì? Vô thường là cái sự thay đổi. Chẳng hạn như là con nói là anh quen một cô gái, hứa với anh yêu anh bữa nay nhưng mà mai nó đi yêu người khác, thay đổi ấy, nó vô thường, nó không có như mình nghĩ đấy. Hay là cái ngôi nhà mình xây đó một thời gian thấy nó cũ, nó hư, mình làm ấy thấy nó hủy hoại, vô thường. Hay là cái thân già mình này càng ngày càng già đi, càng rồi đến chết, đó là vô thường, nó không có thường hằng thường trú lâu bền. Còn cái vô ngã là nó như thế này, nó không có thuộc về của mình. Chẳng hạn như giờ anh nói là cái thân này là của anh, nhưng mà gặp một ông vua tới, ông chém đầu, ông bắt mình, ông nhốt, đúng không? Trong ngục nói là thân tôi là phải như thế này, ông có quyền hành gì, đúng không? Ông vua đó có quyền về hành mình gì, mình lui đã cả là trời thanh em. Nó không phải thuộc về của mình, nó thuộc về người ta rồi. Đó là vô ngã, nó ngã ở đó. Hay là mình nói là giờ anh nói là cái thân này của anh, thì anh nói là cái thân của tôi là phải không già chết đó, nhưng mà rồi nó vẫn già chết, nó vẫn hủy hoại, nó không phải thuộc của mình như ý mình mong muốn nữa, thuộc về quy luật vô thường của nó, không phải là tôi là của tôi nữa. Nếu mà của anh chẳng hạn như là anh nói cục đá này là của anh đúng không, thì anh nói là của tôi là thường hằng thường trú, rồi đến khi bóp của để như thế này hay là người khác tới cướp đi, cái là không phải của mình nữa. Đó, không phải thuộc gì của mình, để nắm giữ cho mình là được, là nó vô ngã. Nhưng mà ở đời mình có cái ngã và cái vô ngã, cái thường và cái không thường ở trong. Nên là mình học tập được theo lời Phật dạy. Đi theo đây bác nghỉ. Thì nó là chính đây luôn. Thường hằng bất tử niết bàn. Hay như là
Bây giờ nãy giờ mình hỏi thầy cũng nhiều hết cả nhà. Bây giờ mình cho thầy nghỉ đi cả nhà. Con thì thưa mọi người là con không bao giờ nghỉ trưa. Trưa con cũng ngồi như thế. Con thì có nghỉ buổi tối. Dạ thầy chỉ ngồi như thế này. Con thì nghỉ buổi tối. Buổi trưa thì con không có ngủ. Nhưng mà nhiều khi hôm trầm thì lấy vô ngồi cùng phục tí. Đấy con ngủ ngồi thì cũng xin phép ở trong nghỉ địa thôi cho con ngồi đấy con phục tí đó. Đó phục dài vì mình chưa thành tựu được. Cũng xin mọi người đấy. Đó, cho con ngồi nghỉ đây tí. Để thay ngồi nghỉ đây. Đá tảnh đá một tí hề, chờ cho thầy gì thì hãy cho tôi thôi. Đá tảnh đá một tí hề, chờ cho thầy gì thì hãy cho tôi thôi. Đá tảnh đá một tí hề, chờ cho thầy gì thì hãy cho tôi thôi. Đá tảnh đá một tí hề, chờ cho thầy gì thì hãy mọi người nghe thấy rồi đấy, mọi nghe thầy nói nè mọi người. Con muốn thực hành chào cho mọi người là con thực hành theo cái giáo pháp của Như Lai dạy đấy. Con không có hay là bất kỳ một cái gì cả. Không tuyệt đối là không bao giờ nói cho mọi người đảm tin là không phải vì con tu hành, không phải vì mục đích danh lợi hay là lời đá lắm chi mục đích cái gì cả, còn chỉ tu hành để ghi lời Phật dạy để tạo cho mọi người một cái niềm tin không có nhận tiền bạc hay là cái gì của ai bằng cái như thế lúc nào cũng như thế. Còn những cái người nào mà nói con nhận tiền vì đoàn hay cái gì chuyện đó con không có. Nên là con cũng nói như hôm bữa mà xảy ra có ai đi đó rồi nhét tiền cầm tiền gì mua đá mua đứng gì đó ở trên mạng rồi cái người này nói đoàn nhận tiền cái đấy không liên quan đến con. Con không hề bảo họ nên là cũng biết như thế tại vì cái thất nguyện của con là tu hành để ở hiện nay thì để cho mọi người có cái niềm tin với cũng chứng tỏ là mình tập học theo lời Phật dạy không lừa đảo cũng nói với mọi người rõ như thế. Con cũng nói còn lý lịch hay là cái gì của con thì con cũng nói với mọi người rồi không có cái gì còn giờ giấy tờ thì con không có cái gì cả xé hết rồi. Còn cái người không giờ ai xin cái gì của con nên mà thấy như cái bát hay cái y á mọi người xin á ai xin cái gì thì con cũng cho thôi nhưng mà phải tu hành những cái này là thuộc về người tu hành xin tu hành tu tập thì con cho nhưng mà xin để vứt hay là xin để ấy thì không nên xin hay là để làm cái này cái kia con thì giờ buộc mọi người tới xin thì con cũng cho thôi nhưng mà con lại đi xin cái khác hay là đi tìm cái khác cũng có cái ấy nhưng mà giờ con cũng nói với mọi người muốn cái bát hay là cái gì xin đấy thì tu hành lập nguyện phát tâm tu thành vô thường cái cảm giác con dâng cả y cả áo con đi kiếm cái khác con cho nhưng mà xin với mục đích mà lung tung thì đừng có thiệt hại ấy để giờ con đang cái xin cái thì lại không có nữa xin rồi đem ra vứt ở kia rồi lại con lại không đã cho rồi đâu lấy lại nữa nên là rồi con lại đi làm cái khác này vất vả cho mình nhé không có đúng nữa nên là con nói với mấy người mà bán gì bán thì giờ không có cái gì nữa là sống như thế không có ở nhà thì cũng có tiền bạc thì cũng có ở chùa chiền gì cả con không có đoàn thể gì còn con đi bộ hành như thế nhưng mà về thì họ ở riêng của họ con cũng ở riêng thì con cũng ở riêng thì anh em cũng đi nói chuyện đấy còn không thì thôi ai gì được phải thầy thôi cho thầy nghỉ gì vậy bây giờ mọi người xuất ra cho thầy nghỉ đi cả nhà ơi mọi người nhàn ra cho thầy nghỉ một tí nào thầy nghỉ ngơi đi thầy nói gì rồi mọi người xuất ra hết đi mọi người xuất ra cho mọi người xuất ra cho gió vô đi cả nhà ơi thầy nói gì rồi mọi người xuất ra đi gió vô mình ra trước đi, mình ra trước là có người ra mà, không có ra đi, không có ra đây nè, mình nói mình đừng có người ra đi, mọi người mình ra đi, đi ra đi ra đi, mình nói mình ra đi mà, chúng ta không có nói mình ra đi,
Giờ vô mát ngồi được không thầy? Dạ. Giờ vô mát ngồi được. Ngồi đây cũng được mà. Ngồi giờ nóng. Ê, mọi người mà đám ngay bữa đây. Mọi người được cái gì? Một chai nước là đủ. Nhiều chai quá. Lưu giả cả đi, lưu giả cho tới kỳ đi. Ê, bấy nội đây, bấy tỉnh vô nè, băng chạch. Thấy đi vất vả quá, khổ quá. Chị hỏi đi, cái được hay không thì hỏi thầy chứ. Thầy vất vả, người thầy tất thật. Mọi người đừng được bình thường, cả nó là hết rồi, là hết rồi. Vất vả. Nghĩa rồi, ra được cái đó. Con có mấy người lại kiên trì. Mày to nó mò rồi, ra nè, nó nhỏ. Kiên trì hôm nay đủ rồi. To nó mò, ra nè, nhỏ. Thầy cho nhìn cho quên đi. Thầy ơi thầy, giờ thầy có muốn nhắn nhủ với những người mà đi theo thầy những lời nào không hả thầy? À, những mọi người đi theo thì con không có quyền xua đuổi đâu, hay là cũng không có quyền gì hết, hay là cũng không có kêu gọi đi. Yeah. À, từ mọi người đấy, nhưng mà mọi người đi á, thì quyền lời của mọi người, nhưng mà mọi người nên đi tuân thủ đi an toàn giao thông ấy. Cho mình, những cái người già trẻ không nên đi. Không có sức đấy, thấy không có sức là đi rộng rộng ở sau, lở chen lấn lở té, gãy chân gãy cẳng, hay là xe pháo ấy, rồi mình đi chứ nghiêm túc là được. Cái đấy thì quyền lợi mà, đi bộ thì rất là tốt, chứ không tốt đâu. Đi bộ là vừa tập rồi cho mình có cái sức khỏe, nó ra được mồ hôi, nó thoát được những cái hại cho mình, rồi về ăn uống ngủ nghỉ nó được ngon, nó tuần hoàn cơ thể đấy. Thì cái đấy là quyền lợi. À dạ, A Di Đà Phật không cần quan nhỉ, là quyền lợi của mọi người đấy, thì mọi người cứ như thế. Nhưng mà phải tuân thủ theo giao thông. Dạ, cái hướng dẫn của họ đấy. Dạ. Nhưng mà mọi người đi theo á, là mục đích là không phải như thế. Tại vì con biết, tại vì đến khi mà con không đi á, là mọi người không đi nữa. Nhưng mà đó là không phải là đi để tuân thủ tập hợp. Nhưng mà mọi người đi theo là cái hiếu kỳ với lại cái trào lưu. Nếu mà mình tới biết con rồi, nói được như thế này rồi, qua trên mạng thì xem rồi thì mình đã hiểu được rồi, thì mình cứ về công việc của mình là tốt đẹp, giữ giới luật tu hành nhé, giữ năm giới, làm điều thiện, phát huy làm cái điều thiện là hạnh phúc, là tốt đẹp. Niệm Phật là được, không cần phải hành lễ. Đây cho con hỏi là lần này thầy đi lần đi ra đây lần thứ mấy rồi thầy? Dạ con đi ra lần thứ 4. Lần thứ 4. Dạ. Cả đi cả về là thành 8 lần. Vâng, nhưng mà có một lần đi xe về do Covid. Covid thì mình lên xe. Nên tàu mình về trong này ở đây do đi không hết á, để con phải đi lại. Lần trước mà không có Covid thì con đi hết rồi. Con cũng nghĩ là lần này đi nhanh về nhanh thôi, chứ không có gì. Nhưng mà do lần này đi thì đáng nghe là con cũng không có muốn như thế này. Âm thầm con tu hành thôi. Nhưng mà do một vài video clip đấy, con người này hỏi người kia đấy, nên thành ra như thế này thì thôi, con cũng nói cái nhân quả nó như thế thì cũng là cái điều kiện để cho mình tập học, để mình vượt qua. Thấy mọi người yêu mến hay là ngưỡng mộ mình, con cũng không vì thế mà tham đắm.
mê say hay thích thú tha vào trong đấy, hay là thấy họ ghét bỏ mình đấy, hay họ nói mình cũng có đau khổ phiền não cân thần ở trong đấy, thì cái đó là cái để mình tập. Họ cho mình nhiều, chẳng hạn bây giờ con ăn thì một hộp cơm, nhưng mà mọi người cho 10 hộp như thế thì cũng bằng một người cho hộp cơm. Đối với mình như thế là đủ rồi, nhưng mà cho nhiều hơn thì mình cũng quá, thế là tất cả là đều bình đẳng. Mình nói là khi niềm vui tới với mình cũng bình thường. Mình tập cho cái tâm mình không có tham khởi lên, vì đó mình yêu bạn, ngã bạn đấy. Thế đó là cùng cái điều kiện để tập học. Với lại đi đến chỗ này người ta đuổi, người ta không cho, mình cũng không có thế mà để mà sân hận với họ. Ai chẳng hạn như tới mình cố gắng thì tập giảm cái sân cho mình. Họ có nói thì mình lần này mình chưa tập học được, nhưng mà lần sau mình gặp, chẳng hạn như gặp anh công an hay chính quyền tới nói đuổi cấm không được ở đây nữa, mình mình nói lại mình sân rồi, nhưng mà lần sau mình mình đi, mình không cãi nữa, mình không nói để cái sân mình nhé, để giảm, hay là một không những chính quyền hay là những người dân khác, chẳng hạn như con đang ngồi đây mà người chủ ở đây tới đuổi thì cũng dạ để cho con đi, không biết đấy, thì mình tập để đi đi rồi, nhưng mà con nghĩ thì nhiều khi họ cũng đuổi con đi miết ngoài đường thì cũng có chỗ cho con ngồi đấy. Tại ở đây cũng có, thì đó là tập cái khám nhận cho mình, thì cũng chỉ cái điều kiện đó để mình học tập. Chứ giờ mình cứ ở một chỗ mình cũng không biết được cái tâm của mình có sân hay không sân đấy, cũng đó là một cái chứng ngại mình vượt qua. Ai đi được rồi, không phải nói sao rồi, không đúng rồi, không ra thầy không làm được, không thoải được, thầy vượt qua cũng có đâu, có đó là ngại thầy không? À dạ, con cũng có người đấm, có người chửi mắng, đấm thì cũng đấm rồi, chửi mắng thì cũng có chửi mắng rồi, có người đạp đồ, chửi cái nhiều đó. Không có dạ. Nhưng mà cho dù những cái người đó như thế nào, trong tâm mình vẫn niệm A Di Đà Phật, mong cho họ được hạnh phúc lâu dài, sống được an ổn. Người ta cho mình cũng thế. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, thì thầy đi những bộ thầy có thể con thì nói dừng, không thể nói dừng mà đi hoài cũng không phải đi hoài, tại vì con nói rồi đi theo duyên. Chẳng hạn như có năm con an trú mùa mưa, một năm như thế này khô ráo con lại đi, nhưng mà con đi chẳng hạn như là con không đi dài, con đi 2-3 tỉnh thì con về, hay là đi vòng 3-4 tỉnh thì con lại quay lại như thế, chứ con không đi dài một cái Bắc Nam như này nữa. Hay là có khi lâu đủ duyên thì con mới đi dài một cái, đủ duyên ấy, đủ thành tựu. Tại vì cũng nói là tại vì đi để mọi người sau này mà con đi thì mọi người hiểu rồi đấy. Thì nếu mà tạo điều kiện thuận lợi tốt thì con thường đi nhiều, nhưng mà mọi người ngăn cấm thì con cũng chả, nói chung là đi thì cũng tốt đẹp, cũng không cao, nhưng mà mình thấy khó khăn, khổ quá, mình không có gây chứ khổ ngại, tại vì mình đi những cái chỗ mà thuận tiện cho mình ấy. Nhưng mà con thì con đi suốt đời, dạ ngắn con cũng đi mà, dạ, ngày đi khất thực đó là cũng vô hành rồi. À, như là phải, tại vì con đã phát nguyện là suốt đời không đi xe ô tô mà, và không đi xe máy, đi xe ô tô cứ vô hành biết, đến khi nào cũng vô hành rồi, ở một chỗ cũng vô hành khất thực. À, như là phải. Thế mày đưa thế đi? À, cái đấy con không biết được. Ai con không dùng đồng hồ nên là thấy khi nào mình muốn đấy mình đi, hay là ngồi đây mà họ đuổi mình đi, họ cho thì mình ngồi thêm. Dạ. Cho chẳng hạn như giờ mình nói 2 giờ mình đi, tự nhiên giờ họ bảo yêu cầu đi, mình đi, mình đấy là tôi nói 3 giờ hồi nãy mà hồi người ta hỏi là vô ngã rồi đấy, không phải của mình, nên là không hứa được. Nên là nếu mà của mình thì mình nói 2 giờ được, nhưng mà đây của người ta yêu cầu mình phải đi, là cái đấy là không phục được mình ấy. À, số đánh đề thì không nên đánh đề. Đánh đề đấy khổ đau. Bữa nay đánh được thì mai cũng mất rồi, sau gì cũng đông của tôi, nên là không nên chơi số đề cờ bạc, rượu chè là
đau khổ. Không tốt đẹp gì cả. Ai gì đẹp hơn là gì đẹp hơn. Đánh quát mình thích. Bây giờ trời nắng quá là nắng rồi, chứ không có dâm trời như lúc nãy nữa. Thì không phải chấm tay, không phải chấm tay hay là cái gì thay toàn bộ đó. Thì mong mọi người chúng ta giải tán để cho thầy đi vô trong mát thầy ngồi à. Chứ giờ là trời nắng, trời nó nắng chứ không phải là như mát trời như lúc nãy. Đây các bạn, đây lúc nãy trời râm trời á thì có thể là ngồi ở đó. Đây các bác ơi. Ở nhà Thanh Tùng không? Dạ. Anh Thanh đây, anh Tùng đây. Để mưa cho ta phòng chú. Rồi, cảm ơn bác nha. Dạ. Thôi đi cả nhà ơi. Đây là ở đây là giữa nắng lúc này. Lúc nãy là trời mát á, thầy ngồi thầy có thể là nói được cho mọi người nghe. Chứ bây giờ là trời nắng rồi. Lời nói của thầy mọi người mà hiểu được á thì rất là hay nha cả nhà. Đi đến với thầy là không phải là đi đến để mà học theo cái hạnh của thầy, mà đó là trào lưu thôi. Rồi người ta tò mò thôi. Để Thành Trung giờ kể mà thầy ngồi ở trong mát á, thì có thể là mọi người hỏi nhiều được. Lúc nãy là trời đóng mưa, cả nhà nghĩ đâu là mưa lớn, kìa. Nhưng mà lại nó lại chuyển trời, giờ nó lại chuyển sang bên đây cả nhà. Giờ nó lại chuyển sang bên phía bên đây. Mất tiêu luôn rồi. Tại vì như thế này này, thầy cũng có nói là coi như đi là như hồi sáng là xô người nào đó. Thì coi như thầy bảo là coi như đi mà làm như vậy là cũng không có được. Rồi bức xúc lắm luôn á. Rồi người dân đi ra đường á, rồi coi như đứng ở nơi vỉa hè rồi xô người ta đi vô đồ này kia đó. Cái mấy người mà mang danh là Phật pháp của thầy tự xưng là bảo vệ thầy nãy nói đâu cần bảo vệ đâu. Nãy nói mà thầy đâu cần. Em thấy cái anh mà ở đây hồi sáng là anh đi rất là đúng cái phần đường, đi rất là xa, có 20 mét, nhưng mà mấy cái anh mà mang danh là hộ pháp đó lên đuổi anh, xô anh văng xuống cái bờ ruộng luôn, văng xuống ruộng luôn. Trời có clip có quay lại luôn. Vậy luôn đó hả? Ảnh đang đi trước cả 20 mét này nè, cái ông xôm đi sau đẩy vô trong, cái ông kia phản ứng liền, tại vì ông đâu có sai, ông đâu đi sai. Phản ứng liền cái đẩy ông văng ruộng luôn. Là lọt luôn đúng không? Cũng luôn. Để, ví dụ như là mình cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên như thế này. Đúng không? Đúng thì chẳng có cái gì mà ấy. Thì con người chúng ta nói chung là người nào mà ý thức kém á, mà ở gần những cái người có ý thức là cũng sẽ thay đổi. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như là người ta lùi ra hết một mình cũng không ngồi ở phía bên trong được. Đúng rồi. Đấy. Thì bây giờ ai muốn hỏi gì thì hỏi xong rồi đi ra về, đứng đây chi đông đúc, nãy giờ bu đông cũng đâu có ai. Đó. Thì giờ là
giờ đó là giờ là khá là nắng. Mà không không phải đâu. Thầy muốn vào phía trong mát. Chứ chứ bảo như thế này, giờ mà bảo là thầy ngồi ở ngoài đây mà cứ ngồi vậy mà đến 2 giờ chiều chắc là thầy cũng đang bằng da ừ, bằng thịt chứ. Qua làm cây hồi sáng thầy ngồi đó. Còn lúc này thì mát trời, lúc này thì đông mưa thì nó mát trời. Bữa nay anh thấy là những cái người mà đi theo mà còn mặt mặt giống giống thầy là mất tiêu hết trơn ha. Tại là mất tiêu trơn ha. Không đi chung ha. Nói chung nếu mà nói chung để tu học thì ở đâu cũng được, mình không cần nhất thiết là phải đi chung với thầy. Hồi nãy thầy cũng có nói rồi, mấy anh chị muốn đi bộ hành thì cứ tự đi. Top 5 người, 10 người thì cứ đi. Mình giãn ra, mình giãn ra mình đi. Mọi người cứ canh con đi, cái mọi người đi theo cái thành ra ắt tắc. Bây giờ đó tất ra thứ gì. Thoải mái. Không, thầy nói rất là hay, những cái câu nói của thầy nếu như mà hiểu được khá là hay. Giờ kêu giảng ra thì cũng vô nữa đó. Kêu giảng ra cũng vô. Để cho thầy đi qua đó đi. Đó, thầy đang đi đó nha anh chị. Thầy đi vô trong đó nghỉ mát. Chứ bây giờ ở đây nắng lắm, ở đây nắng lắm. Thôi xong rồi mà, con cũng mà nắng như thế này thì mệt. Thầy là người chứ cũng đã đâu phải là đồng là sắt đâu. Thì hồi nãy Phật tử ta hỏi thầy tối mà ngủ đứng vậy có mỏi không? Mỏi không? Mỏi chứ. Mỏi. Nhưng mà phải luyện. Mỏi chẳng mỏi. Ở đây mình vô đó coi cây. Đó cả nhà. Thì ngày hôm nay thì thấy buổi trưa nay này thì thấy diễn ra khá là bình thường. Thầy cũng trả lời tất cả mọi cái câu hỏi của mọi người. Kết cầu. Quay phim chụp hình nhé. Cấm hả? Hả? Dạ. Cấm quay phim chụp hình nhưng vẫn có một người người của họ ấy chắc. Phải không? Thôi, Thành Trung cũng cảm ơn tất cả quý bà, cô bác, quý vị khán giả đang theo dõi ở trên kênh. Thì Thành Trung cũng luôn mến chúc tất cả quý bà, cô bác, quý vị khán giả sức khỏe, bình an bên người thân và gia đình. Thì giờ là trời khá là nắng đó cả nhà. Trời bây giờ lại khá là nắng. Mà thầy ngồi ở ngoài nắng á, mà mọi người cứ quay quần lại như vậy á, thì cũng khá là mệt mỏi. Thì giờ thầy cũng đã vào phía bên trong đây rồi. Thầy đã vào phía bên trong cái lùm cây này rồi để nghỉ ngơi rồi nha cả nhà. Đó, thì cả nhà mình cứ yên tâm. Cả nhà mình cứ yên tâm nha. Thì chắc là có lẽ là khoảng